Chỉ sau 15 tháng hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park thuộc tập đoàn Vingroup đã trở thành bệnh viện thứ tư tại Việt Nam được công nhận đạt chuẩn y tế toàn cầu JCI. Đây là bộ tiêu chuẩn uy tín trên thế giới trong lĩnh vực thẩm định chất lượng y tế, tập trung vào mục tiêu đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả điều trị, chăm sóc cao nhất cho người bệnh. Để đạt chứng chỉ JCI được công nhận tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park đã đáp ứng 285 tiêu chuẩn và 1.166 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt.